Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Bài biên tập chương trình xin gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê thông tin, trên địa bàn có hai người bị nước lũ cuốn trôi. Hiện tìm thấy một thi thể, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại. Các nạn nhân được xác định là chị T.T.T.R. sinh năm 1990 và chị N.T.H. sinh năm 1994, là người dân thôn 12, xã Hà Linh, cùng đi làm công nhân tại một trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn. Theo thông tin từ người dân địa phương, trưa 30 tháng 10, chị T.R. và chị H. đi làm về đến suối Bánh Gián gần nhà thì mất tích, xe máy nằm cạnh suối. Thời điểm này, do mưa lớn nên nước lũ tại suối dâng cao. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng và người dân địa phương nhanh chóng tìm kiếm đến nay đã tìm thấy thi thể chị TTTR. Được biết, chị TR và chị H là chị em dâu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trên địa bàn huyện Hương Khê, chiều 30 tháng 10, em Nguyễn Văn Dê, sinh năm 2010, xã Hương Thủy, đi chơi với bạn, không may sảy chân, rơi xuống sông bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.